Có rất nhiều điều để người ta nhớ về Nhật Bản. Nhật Bản là một quần đảo ở Đông Nam Á, gồm có 4 hòn đảo chính, đó là đảo Honshu, đảo Hokkaido, đảo Kyushu và đảo Shikoku, cùng với hàng nghìn hòn đảo nhỏ khác. Diện tích của đất nước này là gần 380.000 km², lớn hơn so với Việt Nam của chúng ta. Và bằng một cách kỳ lạ nào đó, mỗi khi nhìn bản đồ của Nhật Bản thì mình thường nghĩ về bản đồ của Việt Nam. Đây là một đất nước có địa hình đa dạng với nhiều núi non, chiếm khoảng 73% diện tích, khá giống với Việt Nam. Núi Phú Sĩ là ngọn núi cao nhất và cũng là một biểu tượng văn hóa quan trọng của Nhật Bản. Nhật Bản có một điều đặc biệt, đó là thường xuyên chịu ảnh hưởng của động đất và núi lửa. Mỗi năm, nước Nhật trải qua hàng ngàn trận động đất, trong đó có nhiều trận có cường độ nhỏ và cũng có những thảm họa kinh hoàng. Hiện nay, Nhật Bản có dân số khoảng 125 triệu người, mật độ dân số rất cao tại các thành phố lớn như là Tokyo, Osaka hay là Nagoya. Nhật Bản có tuổi thọ trung bình cũng thuộc loại cao nhất thế giới. Nam trung bình sống đến khoảng 81 tuổi và nữ giới là 87 tuổi. Điều này thì dẫn đến tình trạng dân số già và khoảng gần 1/3 người Nhật dân số đã trên 65 tuổi. Một đất nước có tỷ lệ sinh thấp khiến dân số giảm dần và tạo ra nhiều thách thức cho nền kinh tế và xã hội. Đâu là điều bạn sẽ ấn tượng đầu tiên khi nói về những người Nhật Bản? Họ phải chăng là những người thảo mai, luôn khen mọi thứ rất ngon? Họ phải chăng là những con người của lễ nghĩa, của phép tắc? Còn trong video này, người Nhật Bản là đất nước của những con người cúi đầu. Đây là một quốc gia có sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại. Các lễ hội truyền thống như là ngắm hoa anh đào hay là các dịp lễ Tết vẫn được tổ chức đều đặn. Trong khi chúng ta thấy ở những thành phố lớn, đó là những trung tâm công nghệ tiên tiến của thế giới. Người Nhật nổi tiếng với văn hóa cúi chào, một phần không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày. Cúi chào cũng có nhiều kiểu khác nhau, thể hiện mức độ tôn trọng và ngữ cảnh để sử dụng. Và vì thế, chúng ta gọi Nhật Bản là quốc gia cúi đầu, quốc gia cúi chào. Ở đây không phải là cúi đầu vì hổ thẹn. Vậy tại sao người Nhật lại chào nhau bằng cách cúi đầu? Ngày xưa, Nhật Bản là một vương quốc thanh bình và thịnh vượng. Các lãnh chúa và samurai sống dưới sự cai trị của thiên hoàng, người được coi là con cháu trực tiếp của các vị thần. Thiên hoàng truyền lại rằng, kể từ thời cổ đại, người Nhật đã tin rằng cái cúi đầu là một cách để thể hiện sự tôn trọng và khiêm tốn. Phong tục này bắt nguồn từ những vị thần Shinto, những người đã dạy tổ tiên của họ rằng cúi đầu không chỉ là một hành động thể hiện sự kính trọng mà là một cách để hạ mình trước thần tiên. Thiên hoàng còn giải thích rằng cúi đầu là một cách để thể hiện lòng biết ơn và hòa thuận, giúp duy trì sự thanh bình và thịnh vượng trong xã hội. Phong tục cúi đầu đã được bảo tồn và phát triển qua hàng thế kỷ, trở thành biểu tượng của sự tôn kính và sự khiêm tốn trong xã hội Nhật Bản. Đến ngày nay, mỗi khi người Nhật cúi đầu chào nhau, họ không chỉ thể hiện sự kính trọng mà còn đang giữ gìn một nét văn hóa truyền thống lâu đời và rất đẹp của đất nước mặt trời mọc. Đã bao giờ bạn thắc mắc người Nhật cúi đầu bao nhiêu lần trong một ngày hay chưa? Thực tế là không có con số chính xác về số lần người Nhật cúi chào nhau trong một ngày hay là trong một năm, vì điều này còn phụ thuộc vào từng cá nhân, từng hoàn cảnh, từng công việc. Tuy nhiên, một số nghiên cứu và ước tính cho thấy người Nhật có thể cúi chào hàng ngàn lần trong một năm. Ví dụ, một người Nhật trung bình có thể cúi chào khoảng 5 đến 10 lần mỗi ngày trong các tình huống khác nhau, như khi gặp nhau, cảm ơn, xin lỗi, trong các buổi gặp mặt hay trong công việc. Nếu lấy con số trung bình là 7 lần mỗi ngày, thì trong một năm 365 ngày, người đó sẽ cúi chào khoảng 2.555 lần, một con số cũng rất là lớn. Những con số này chỉ mang tính ước lượng và có thể thay đổi tùy theo từng người mà thôi. Nhưng nói thế để thấy, hình ảnh cúi chào, hình ảnh cúi đầu của người Nhật Bản là một hình ảnh phổ biến. Chúng ta không chỉ nhìn thấy điều này ở đất nước Nhật Bản, mà còn nhìn thấy ở những nơi có sự xuất hiện của người Nhật Bản, ngay cả khi họ đi ra nước ngoài. Có rất nhiều loại cúi chào khác nhau. Người Nhật có nhiều kiểu cúi chào, mỗi kiểu lại có mức độ tôn trọng và ngữ cảnh sử dụng không giống nhau. Chúng ta có thể kể ra một số kiểu cúi chào phổ biến. Ví dụ như là cúi nhẹ khoảng 15 độ, thường dùng khi chào hỏi thông thường. Cúi sâu khoảng 30 độ, dùng trong các tình huống trang trọng như là gặp gỡ những đối tác mà bạn đang hẹn được kinh doanh. Cúi rất sâu hơn 45 độ, gần như là gập người xuống, dùng để biểu hiện sự tôn trọng tối đa hoặc xin lỗi chân thành. Khi cúi chào, người Nhật thường tránh giao tiếp bằng mắt, vì giao tiếp bằng ánh mắt được coi là thiếu tôn trọng hoặc là thách thức với người đối diện mình. Thời gian giữ tư thế cúi chào cũng rất quan trọng. Một cái cúi chào nhanh có thể bị coi là thiếu tôn trọng, trong khi giữ tư thế cúi chào lâu hơn cho thấy sự sâu sắc. Khi cúi đầu xin lỗi, người Nhật cũng thường cúi đầu lâu hơn và sâu hơn so với khi chào hỏi thông thường để thể hiện sự chân thành của mình. Ngay cả trong các môn võ của Nhật Bản như là judo, karate, aikido,
Cú chào cũng là một phần quan trọng của nghi lễ, thể hiện sự tôn trọng đối với người thầy, đối với bạn tập, đối với đối thủ của mình. Trong môi trường kinh doanh, cú chào là một phần không thể thiếu. Nhân viên thường cúi chào khách hàng để thể hiện sự tôn trọng và lòng biết ơn. Học sinh Nhật Bản cũng cúi chào thầy cô khi bắt đầu kết thúc buổi học để thể hiện sự kính trọng. Ở các lễ tang, cúi chào cũng được sử dụng để thể hiện sự tôn kính với người đã khuất và gia đình của họ. Không chỉ cúi chào người sống, người Nhật còn cúi chào trước các tượng đài, trước các đền thờ, trước các mộ phần để thể hiện sự tôn kính đối với những người đã khuất và các vị thần linh. Người Nhật đã phát triển văn hóa cúi chào của mình đến mức họ chế ra một chú robot chuyên cúi chào. Nhật Bản từ lâu đã nổi tiếng với những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là robot. Và một trong những sáng tạo độc đáo và thú vị nhất là robot có khả năng cúi chào theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Trong những năm đầu thế kỷ 21, khi robot dần trở thành một phần không thể thiếu trong nhiều ngành nghề, các nhà khoa học, các kỹ sư Nhật Bản đã bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào robot có thể hòa nhập tốt hơn vào cuộc sống hàng ngày của con người. Sống giống như một con người và có văn hóa giống như một con người lại mang những nét rất Nhật Bản. Và một trong những công ty đi đầu trong lĩnh vực này là SoftBank, nổi tiếng với những robot như là Pepper và Now. Nhận thấy tầm quan trọng của việc tạo ra một robot có khả năng giao tiếp và thể hiện sự tôn trọng theo văn hóa Nhật Bản, các kỹ sư của SoftBank đã bắt đầu nghiên cứu và phát triển tính năng cúi chào của robot. Những robot này được trang bị khả năng cúi chào. Khi gặp khách hàng hoặc người đối diện, nó có thể nhận diện khuôn mặt và thực hiện động tác cúi chào một cách mượt mà với góc độ phù hợp để thể hiện sự tôn trọng. Robot cúi chào sau đó đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ khách hàng, tiếp tân tại các khách sạn, nhà hàng cho đến những sự kiện công cộng. Chúng không chỉ giúp tạo ấn tượng tốt mà còn góp phần vào việc xây dựng một môi trường giao tiếp thân thiện và chuyên nghiệp đúng kiểu Nhật Bản. Trong tương lai, các nhà phát triển hy vọng sẽ cải tiến thêm tính năng của robot cúi chào, không chỉ giới hạn ở việc chào hỏi mà còn có thể thực hiện những động tác khác như là bắt tay, dẫn đường và giao tiếp thông minh hơn. Với những tiến bộ này, robot sẽ ngày càng trở nên gần gũi và hữu ích hơn trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, robot cúi chào là một minh chứng tuyệt vời cho sự kết hợp giữa công nghệ và các giá trị truyền thống mang đúng những thế mạnh của Nhật Bản. Ngoài văn hóa cúi chào, văn hóa cúi đầu thì ở Nhật Bản còn một văn hóa khác mà cũng rất nổi tiếng trên thế giới, đó là văn hóa từ chức. Có lẽ là không nơi nào trên thế giới chúng ta thấy người ta từ chức nhiều như ở Nhật Bản. Văn hóa từ chức của người Nhật Bản cũng thể hiện sự khiêm tốn và sự tôn trọng. Văn hóa này có một lịch sử lâu dài và sâu sắc. Với các samurai Nhật Bản, họ cũng có một cách khác, đó là tự giải quyết bản thân, mà vì những lý do liên quan đến chính sách của YouTube nên không tiện nêu ở đây. Việc hành xử như vậy đã trở thành một cách để các samurai bảo toàn danh dự khi họ thất bại hoặc mất lòng tin. Hành động này thể hiện sự trung thành và lòng kiêu hãnh của các samurai và thường được thực hiện công khai theo một nghi thức nghiêm ngặt. Trong thời kỳ hiện đại, thế kỷ 19, thế kỷ 20, khái niệm từ chức đã trở nên phổ biến hơn trong các tầng lớp của xã hội Nhật Bản, gồm cả các quan chức chính phủ, những doanh nhân. Việc từ chức được coi là một cách để chịu trách nhiệm và thể hiện lòng trung thành với tổ chức của mình, với đất nước của mình. Không có số liệu cụ thể nào về số lượng người từ chức trong suốt lịch sử Nhật Bản, nhưng có một số sự kiện và giai đoạn nổi bật chúng ta có thể kể ra. Ví dụ như sau Thế chiến thứ hai, nhiều quan chức, nhiều lãnh đạo của Nhật Bản đã từ chức để chịu trách nhiệm cho những thất bại hoặc các vụ bê bối của Nhật Bản. Từ chức vẫn là một phần quan trọng trong văn hóa, doanh nghiệp và chính trị Nhật Bản. Theo một báo cáo của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản, trong khoảng 10 năm trở lại đây, hàng chục quan chức cấp cao và các CIO đã từ chức sau các vụ bê bối hoặc thất bại trong việc quản lý. Những người đứng đầu các tập đoàn lớn như là Toyota, Sony, Olympus đã từ chức sau các vụ bê bối tài chính hoặc những sự cố liên quan đến sản phẩm của họ. Một số thủ tướng Nhật Bản cũng đã từ chức sau thời gian ngắn nắm quyền vì các lý do khác nhau. Văn hóa từ chức hay cái cúi đầu của người Nhật Bản phản ánh tinh thần trách nhiệm cao, lòng trung thành tuyệt đối, sự khiêm nhường, sự tôn trọng với người khác, với các tổ chức của mình. Một phần không thể thiếu trong việc duy trì danh dự và lòng tin của xã hội. Những điều rất Nhật Bản. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Bạn cũng có thể góp ý những chủ đề mình thực hiện trong tương lai. Thế giới chỉ có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ thôi. Thế nhưng bây giờ mình đã ra hơn 1.000 video rồi. Lúc nào cũng mong muốn nhận được sự góp ý của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới,
Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý. Và xin được hẹn gặp lại.